cùng đến với những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ngày 27 tháng 11 tại thị trường trong nước bất ngờ giảm mạnh dù giá vàng thế giới nghỉ giao dịch ngày cuối tuần. Sau khi vụt tăng ở phiên giao dịch đầu tuần, nửa cuối tuần, giá vàng quay đầu giảm. Sáng nay, giá vàng SJC được các doanh nghiệp lớn mua vào 66,6 triệu đồng một lượng, bán ra 67,4 triệu đồng một lượng, giảm mạnh 300.000 đồng một lượng. Một số doanh nghiệp khác thông báo giá vàng SJC ở mức 66,95 triệu đồng một lượng mua vào, nhưng giá bán ra ở mức thấp 67,25 triệu đồng, giảm 450.000 đồng một lượng. Nguyên nhân được cho là giá vàng hôm nay bị giới đầu cơ trong nước bán tháo. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch ổn định quanh 53,1 triệu đồng một lượng mua vào, 54,1 triệu đồng một lượng bán ra. Năm 2022 là một năm thành công của xuất khẩu thủy sản Việt Nam bởi sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, khi ngành xuất khẩu tới cuối tháng 11 đã cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Dự đoán đến hết năm 2022 sẽ cán mốc 11 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, chia sẻ tại hội thảo ngành thủy sản năm 2023, nhận diện thách thức và giải bài toán đơn hàng giảm, lãi suất tăng, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu tới cuối tháng 11 cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ và hết năm 2022 dự báo cán mốc 11 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt mức 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 30%, xuất khẩu cá tra đã vượt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2021 và có thể đạt mức 2,5 đô la Mỹ trong năm nay. Tương tự, sản phẩm cá ngừ lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung, các sản phẩm thủy sản đều tăng trưởng ở mức hai con số, từ 18 đến 77%. Xuất khẩu rau quả trong tháng 11 ước đạt 338 triệu đô la Mỹ, tăng 9% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 11 ước đạt 338 triệu đô la Mỹ, tăng 9% so với tháng trước và tăng đến 29% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch của 11 tháng đã vượt 3 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, điều quan trọng là thị trường đang mở rộng và đà tăng trưởng đã quay trở lại. Đáng chú ý, nhiều thị trường lớn như là Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan vẫn tăng trưởng hai con số. Riêng thị trường Trung Quốc vẫn đang phục hồi nhưng chậm và giảm 26% so với năm 2021. Do thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn từ 43 đến 53% nên sự sụt giảm của thị trường này vẫn kéo theo sự sụt giảm chung của toàn ngành. Thưa quý vị, vào thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang tích cực chăm sóc các loại cây ăn trái và xuống giống các loại hoa kiểng để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, nông dân kỳ vọng vụ Tết năm nay đầu ra các loại hoa kiểng và trái cây sẽ có nhiều thuận lợi. Đây là năm thứ tư, anh Doãn Văn Thủy ở phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đầu tư gần 400 triệu đồng trong 2.000 chậu hoa cúc pha lê và đại đoá để bán trong dịp Tết. Đây là loại hoa dài ngày nên đã được anh xuống giống trồng từ cuối tháng 7 âm lịch. Hiện nay, cây hoa đã lên cao và anh đang tích cực chăm sóc để có những chậu hoa đẹp phục vụ Tết. Lúc đầu mới đầu trồng thì thời tiết nó mưa hơi nhiều nên là nó khó khăn, rất là khó làm. Đến tháng 8 thì thời tiết nó thuận lợi hơn, và đến bây giờ thì thời tiết nó ổn định như thế này thì năm nay chắc chắn là bông của mình sẽ được rất là đẹp. Năm ngoái thì chất lượng bông của mình thì nó không được bằng sau năm nay. Nhưng mà tuy nhiên năm ngoái thì do Covid nên là người ta trồng ít á. Nên ngoài chợ thì mình bán, nhà vườn bán rất là trôi chảy. Giá thì cũng tương đối cao. Còn qua năm nay thì cũng có nhiều người ta trồng tăng thêm đó, nhưng mà tại thời điểm này thì vườn mình thì cái chất lượng bông rất là đẹp, có thể so ngang với chung. Nên là cũng rất là kỳ vọng năm nay sẽ bán được cái giá nó ok và nó trôi chảy hơn năm ngoái. Ngoài các loại hoa kiểng hàng năm, nhu cầu tiêu thụ trái cây trong dịp Tết cũng rất lớn, nhất là những mặt hàng dùng để làm quà biếu hoặc cúng lễ. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nông dân trồng các loại trái cây như dưa lưới, bưởi, thanh long ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũng đang đẩy mạnh việc chăm sóc để cung ứng cho thị trường những sản phẩm trái cây đạt chất lượng. Ông Trần Trọng Nghĩa cũng đang tích cực chăm sóc 2,5 sào dưa lưới trồng theo công nghệ cao để kịp thu hoạch vào dịp cuối năm. Hiện vườn dưa đang sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến cho thu hoạch vào giữa tháng 12 âm lịch.
Để hỗ trợ nông dân trong sản xuất, thời gian qua, Hội Nông dân phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã thường xuyên theo sát các hội viên nông dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Chúng tôi cũng đã thường xuyên tuyên truyền với bà con đang sản xuất là những cái kỹ thuật mà chăm sóc những cái mặt hàng mà phục vụ cho Tết thì chúng tôi đều cung cấp đầy đủ về tài liệu hoặc là thí dụ như về cây giống, hạt giống hoặc là kinh nghiệm như thế nào thì chúng tôi đều là tuyên truyền và vận động nhân dân để thực hiện. Và cũng mong rằng là trong cái dịp Tết năm nay là những cái mặt hàng mà người nông dân chúng tôi đang chuẩn bị cho phục vụ Tết là nó có nhiều cái giá cả nó thuận lợi hơn để thu nhập cho bà con cao hơn. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nông dân Long Khánh đang tích cực lao động sản xuất, góp phần tạo ra nhiều mặt hàng nông sản, phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Thưa quý vị, doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu bị quản lý thị trường phạt 40 triệu đồng, có địa chỉ tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân xăng dầu địa chỉ ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ vì tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm theo quy định. Cơ quan quản lý thị trường cũng buộc doanh nghiệp phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên 200.000 đồng do bán giá xăng A95 cao hơn giá quy định là hơn 1.200 đồng một lít, giá dầu cao hơn giá quy định là gần 1.000 đồng một lít. Vì ham lợi nhuận cao, nhanh chóng mà hàng trăm người dân tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung có nguy cơ mất hàng trăm tỷ đồng khi đầu tư vào một công ty được quảng cáo là kinh doanh bất động sản trên nền tảng ứng dụng công nghệ blockchain. Đến nay, dự án thì chưa thấy đâu mà ban lãnh đạo công ty đã bặt vô âm tín. Đây là một nhóm nhà đầu tư đã tham gia rót vốn vào một công ty có tên là tập đoàn Fintechland. Theo lời mời chào, chỉ cần nộp tiền vào, nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất lên tới 0,63% một ngày, tương đương với 230% trên một năm. Bên cạnh đó, nhà đầu tư mà giới thiệu người đầu tư mới sẽ được hưởng luôn 6% hoa hồng. Nói chung bọn em cũng mở được khá nhiều. Trong đó bạn em có người đầu tư đến 70.000 đô cổ phiếu. Ông anh của em đầu tư đến 700 triệu tiền cổ đông, tức là tiền vào hợp đồng hợp tác đầu tư. Rồi những người 50, 30, 100 thì cũng khá nhiều. Đó. Thì cái lỗi ở đây là cái lỗi là mình đã tin tưởng một cách rất là mù quáng. Theo một số người đầu tư tại Đà Nẵng, từ giữa tháng 5 năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Fintechland bắt đầu hoạt động tại Đà Nẵng. Trước những lời mời chào hấp dẫn, lễ khai trương hoành tráng, cơ sở vật chất của công ty khang trang, nhiều người đầu tư đã tin tưởng những lời hứa như thế này. Vì có rất nhiều người chăn trở hay là các chiến binh sao chúng ta chăn trở rằng liệu tôi làm ở đây có tồn tại lâu hay không, hay câu chuyện rằng tôi mời người mời nhà đầu tư tôi có bị ảnh hưởng hay không. Tôi sẽ khẳng định với tất cả chúng ta rằng nếu ai đầu tư Việt Nam mất tiền tôi để. Nhiều người dân đã nhanh chóng đầu tư và không đọc kỹ hợp đồng. Người nào cũng không đọc hợp đồng, thực tế là không có người nào đọc hợp đồng. Tôi nghĩ là ngay múa mấy đó, không múa miệng là mình nghĩ là nó thật, không đọc hợp đồng. Đến bây giờ đến ngày kiện rồi mà mấy người đem hợp đồng ra là kêu thua rồi. Chứ mình nghĩ là thôi, nếu như mà mình đầu tư mạnh thì mình phải tìm hiểu rõ về cái hợp đồng hơn chứ. Nhưng mà mình nghĩ thôi, vài chục triệu thì mình nghĩ là thôi, cái hợp đồng đó thì chắc cũng hợp lệ thôi, thì mình cũng chủ quan, mình không có xem xét kỹ. Sau một thời gian trả lợi nhuận đúng hạn và lôi kéo thêm hàng trăm nhà đầu tư, đến tháng 9 vừa qua, văn phòng giao dịch của công ty cổ phần tập đoàn Fintechland đã đóng cửa và ngừng hoạt động. Các nhà đầu tư liên tục gọi điện cho những người liên quan để yêu cầu được làm việc, giải quyết quyền lợi, thì những người từng xưng là lãnh đạo của công ty đều không nghe máy hoặc né tránh trách nhiệm. Một số nhà đầu tư đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng mong sớm được hỗ trợ, nhưng chính họ cũng thừa nhận hy vọng thu hồi được vốn là rất mong manh.
Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, giá nhà đất đang tăng cao so với thu nhập của người dân và tại các đô thị lớn hầu như là không còn căn hộ chung cư dưới 25 triệu một mét vuông. Nhà đất thì không có giá là 40 triệu trên một mét vuông. Báo cáo vừa công bố của Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng với tỷ lệ bình quân khoảng 3% so với cuối năm 2021. Thế nhưng hiện người có nhu cầu ở thực tế thì đang gặp khó khi mà lãi suất ngân hàng tăng, zoom tín dụng thì bị hạn chế. Chị Bùi Thị Thủy, Trường Mỹ, Hà Nội đang muốn tìm một căn hộ nhưng do giá bất động sản leo thang, ngân hàng tăng lãi suất nên chị Thủy đành phải lựa chọn phương án an toàn khi nguồn tài chính còn eo hẹp. Thuê nhà tôi xác định là sẽ trải nghiệm cuộc sống ở đây trước và khi mà đã cảm thấy phù hợp và tài chính lúc đấy vừa đủ rồi thì tôi sẽ mua cho mình một căn ở đây để sử dụng các tiện ích ở đây. Cái thứ hai, đợt này ngân hàng thì lãi suất cũng tăng nên là đối với công việc của tôi thì để mà xác định mua nhà thời điểm này thì nó sẽ là hơi quá sức ấy. Thì tôi cũng sẽ để thuê, thứ nhất là để sống, để trải nghiệm, xong dần một thời gian nữa thì tài chính ổn định thì tôi sẽ mua một căn đấy để dành cho riêng mình để ở. Theo chia sẻ của các môi giới viên, hiện phân khúc nhà ở cho thuê diện tích nhỏ đang chiếm ưu thế trên thị trường. Giá hiện tại tăng so với đầu năm là 20-30%, thì do cái nhu cầu sử dụng của người thuê cao hơn so với nhu cầu cho thuê không đáp ứng được ấy. Cái phân khúc cho thuê chạy nhất ở dự án là phân khúc những căn studio như mình đang đứng ở đây và những căn một ngủ. Vì những căn studio thì là những các bạn sinh viên thuê rất là đông, còn những căn một ngủ thì những đôi vợ chồng trẻ họ thuê để họ trải nghiệm dự án trước, sau đó họ qua cái trải nghiệm đấy thì họ để lựa chọn để mua tại dự án. Đối với phân khúc nhà đất shop house thì theo nhiều môi giới giá vẫn giữ nguyên hoặc có giảm cũng giảm rất thấp so với thời điểm trước đây. 10 triệu cho đến 10 15 triệu một tháng mặt bằng kinh doanh phổ thông nhé, còn cao hơn thì nó rơi vào khoảng từ 15 cho đến 30 triệu một tháng. Thì tại vì là dịp này dịp cuối năm, mọi người cũng cần có cái sự ổn định về kinh doanh và cũng là cái dịp để đón Tết ấy, thì mọi người cũng mong muốn là ổn định và cũng như là phát triển. Và cơ bản nhất là cái việc dịch Covid đã được khống chế cũng như là kinh tế đã phát triển lên một chút rồi. Tuy nhiên rằng là cái thời điểm này thì nếu mà so với mọi năm thì nó sẽ tăng, như mọi năm nó tăng lên rất nhiều, nhưng năm nay thì tăng nhẹ thôi. Theo phân tích của Savin cho thấy, nguồn cung căn hộ trong tương lai sẽ có sự sụt giảm nhất định. Chúng ta nhận thấy thời gian gần đây, đặc biệt là trên thị trường Hà Nội, nói về dòng sản phẩm căn hộ để bán thì chúng ta nhận thấy rằng là tỷ trọng căn hộ hạng B đang chiếm tỷ trọng chính, mà căn hộ hạng B thì nó là căn hộ trung cấp. Còn đối với phân khúc căn hộ hạng tiêu chuẩn, hạng mà phù hợp với cái vừa túi tiền thì thực ra là hiện nay đang thu hẹp dần tỷ trọng. Chính vì lý do đó mà đối với những cái nhóm người mà có cái mức thu nhập trung bình thấp để mà có điều kiện hoặc là có đủ cái khoản mà có thể mua được. Cơ cấu sản phẩm bất động sản hiện tại còn bất hợp lý, phân khúc nhà ở chung cao cấp có biểu hiện dư thừa, trong khi đó thiếu gay gắt nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá phù hợp cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, thời gian qua phản ánh đến kênh VTC14, các hộ dân tại ngõ 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết họ đang sống trong tình cảnh lo sợ bất an khi ngôi nhà mình đang sinh sống bỗng dưng bị nứt lún và nghiêng. Sự việc trên, theo những người dân nơi đây là sau khi dự án chung cư cao cấp The Grand Hà Nội được triển khai xây dựng. Và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chương trình Dòng chảy cuộc sống ngày mai, 28 tháng 11 năm 2022.